hai bên thì nó có họ hàng gì với nhau không, và đặt cái cuốn sách, cái tựa đề cuốn sách thì có tên là rất là ngắn ngủn, đó là Đúng Việc. Thì có một số bạn hữu thì nói rằng là tại sao không đặt cái tên cuốn sách cho nó kêu kêu một tí, đặt nó không được, nói chung là cái tên sách thì nó không được hút, không được hot lắm. Thì nhưng mà cuối cùng thì cũng không giấu các anh chị là trong quá trình mà viết cuốn sách này thì ý tưởng ấp ủ thì rất là nhiều năm, nhưng mà thời gian viết thì khoảng 3 năm, thời gian sửa thì lâu, sửa tới sửa lùi, tại vì tôi mong muốn cuốn sách này nó không chỉ đến với giới thức giả mà đến với nhiều người, và do đó phải sửa đi sửa lại nhiều. Thực ra giới thức giả thì đã có quá nhiều sách, người ta đã, các nhà xuất bản đã ưu ái cho họ quá rồi, thì chúng ta làm sao có một cuốn sách mà chúng ta có thể nói về những vấn đề, không nói là to tát, tôi nghĩ là những vấn đề hệ trọng thì đúng hơn, những vấn đề hệ trọng, những vấn đề quan trọng đối với mỗi người, mỗi gia đình, mỗi công ty và mỗi cái xứ sở. Nhưng mà tại sao những cái thứ đó, nó những vấn đề hệ trọng nó luôn luôn được viết một cách nó rất là đọc hoài không hiểu được. Đó. Bản thân tôi cũng gặp cái hoàn cảnh như thế, tôi rất là hiểu. Có nhiều cuốn sách thì nói về những vấn đề mà tôi rất là quan tâm nhưng mà tôi đọc hoài tôi cũng không hiểu. Thì có lẽ chia sẻ được cái điều đó, cho nên là tôi đã quyết tâm là chia sẻ cái cuốn sách này. Và cũng trong quá trình viết thì cũng không ít lần là tôi có ý đồ là muốn đổi cái tựa cho nó hot hot một tí, nhưng mà sau rất nhiều lần muốn đổi nhưng mà cuối cùng không lần nào đổi được hết. Cuối cùng thì vẫn là cái tựa đầu tiên nghĩ ra cho đến cuối cùng. Thì cái tựa đầu tiên này thì Đúng Việc nghĩa là gì? Thì lúc hồi nãy có giao lưu với một vài anh chị ở ngoài thì các chị bảo là giờ sách Đúng Việc rồi, bữa nay chờ cái cuốn sách tiếp theo của thầy là Đúng Người. Thì tôi nói không có cuốn sách đó. Tại vì trong cái Đúng Việc này, bản chất của Đúng Việc này thực chất là đúng người. Chương 1 là đúng người, chương 2 là đúng danh, chương 3 là đúng việc, chương 4 là đúng giáo dục. Thì thực ra nói là đúng việc là đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Tại vì tôi xem, tại vì tại sao nói đúng việc là đủ hết rồi? Bởi vì tôi xem cái chuyện, cái việc, cái chữ việc này á, có ba nghĩa. Trong đời ta, trong đời một con người ai cũng phải làm việc cả. Thì đó là việc gì? Thì tôi tạm chia ra là làm người, ai cũng phải làm hết. Chỉ có ông Dương Bình Phước là không làm thôi. Rồi thứ hai là làm dân. Thì ai cũng là chắc ai cũng là công dân của một quốc gia nào đó, không thể nào mình không làm công dân của nơi nào được cả. Thứ ba nữa là ai cũng phải làm một cái công việc hoặc về nghề nghiệp gì đó để sống, đúng không? Và đó là ba cái việc mà gần như trong tất cả chúng ta ở đây không ai thoát được, cho dù muốn hay là không. Nhưng mà khổ nỗi là chúng ta làm ba cái việc đó, nó có đúng không? Thì không chắc lắm. Không biết cái ở hoàn cảnh đó thì thế nào, nhưng hoàn cảnh của tôi thì đã quá nhiều lần sai. Và do đó, mỗi lần sai là một lần lận đận, một lần khổ sở. Càng ít sai, càng bớt lận đận, càng bớt khổ sở, càng nhiều cái thành công hơn, là nhiều cái hạnh phúc hơn. Nhưng mà có lẽ cũng không sai thì cũng không biết đâu là đúng. Có lẽ đôi khi nó cũng sai sai tí, đừng có nặng quá. Đừng có nặng đến mức là không có còn sai mà còn có cơ hội sửa thì cái sai đó vẫn còn chấp nhận. Còn có những cái sai mà không có cơ hội nào để sửa. Dương Bình Phước chỉ còn 15 ngày viết thư cho Chủ tịch nước,
chắc cũng không có cơ hội sửa. Nhưng mà thực ra nói ba việc thì cũng không đúng lắm đó quý vị. Nếu mà nói trong đời một con người làm ba việc là làm người, làm dân và làm việc thì cũng không đúng lắm. Thực ra chỉ có một việc thôi. Trong đời một con người là chỉ có một việc thôi. Đó là việc gì ạ? Việc làm người, nhưng mà nói một cách, tại vì làm người thì cái từ làm người ở Việt Nam nó bị hư rồi. Tại vì khi mà ở Việt Nam mình dùng cái từ đó nó xáo lắm, ngớ ngớ nghĩnh nghĩnh thế nào thì mới bàn về cái chủ đề đó hay sao, nó đại khái lắm. Cho nên chính xác là bây giờ mình để cái cũng cái ý nghĩa đó, nhưng mình không dùng cái từ làm người nữa, bởi vì cái từ đó đã bị nhiều người dè biểu, thì mình dùng một cái từ khác mà nó vẫn mang đầy đủ bản chất của nó, mà vẫn mang đầy đủ ba việc đó, đó là làm mình, đó được là chính mình. Tại vì thực ra làm việc cũng là làm mình, làm người cũng là làm mình. Không phải làm mình làm mấy đâu. Mà làm mình là làm chính mình á. Thì tại sao nói làm việc cũng là mình, làm dân cũng là mình? Tại vì con người mình như thế nào thì mình làm dân kiểu đó. Con người mình như thế nào thì mình sẽ làm việc kiểu đó. Con người của mình như thế nào thì mình sẽ hành xử kiểu đó. Có nhiều người bảo, hỏi anh chàng kia làm ăn sao? Thì cái nhìn vào người nó thì biết nó làm ăn sao thì có gì đâu. Người nó như vậy thì chắc chắn nó sẽ làm vậy thôi. Có nhiều người bảo, tôi không biết làm thế nào để tôi biết mình là ai hết. Muốn biết mình là ai thì tôi nghĩ không khó đến mức độ gì vậy. Thì trong cuốn sách này tôi có nói rằng là có một cái công, có hai cách để biết mình là ai. Đó là mình phải nhìn vào có hai cái tấm gương. Thì mình soi vào đó thì mình sẽ biết mình là ai liền. Nó thấy rất rõ luôn. Tấm gương thứ nhất là treo ở đâu? Treo ở trên tường. Tấm gương, soi vào tấm gương đó mình nhìn thấy cái gì ạ? Body. Nhìn thấy phần con của mình. Nguyên con luôn. Cái tấm gương thứ hai là nhìn vào cái công việc mà mình làm. Chỉ cần nhìn vào đó mình biết mình là ai. Tại vì chất lượng công việc chính là chất lượng con người. Đó là tấm gương rõ rệt nhất để mình có thể biết mình là ai. Chứ không phải nhìn vào ai cả, không cần nghe ai nói cả, chỉ cần nhìn vào công việc của mình thôi. Nếu công việc mình làm đàng hoàng tử tế thì con người mình là đàng hoàng tử tế. Còn công việc mình làm sà bát sà bần, con người mình cũng sà bát sà bần. Và mình không cần nhìn ai cả, chỉ cần nhìn vào công việc là biết. Đại khái gì đó. Chứ thực ra làm việc cũng là làm người, làm dân cũng là làm người. Ngày xưa mình cầm súng ra mặt trận có thể nghe lời kêu gọi của một ai đó. Bây giờ mình vẫn có thể cầm súng ra mặt trận nhưng không nghe lời ai cả, mà nghe lời của ai. Không nghe lời, không nghe tiếng gọi của ai đó, mà chỉ cần nghe tiếng lòng là đủ. Tất cả mọi hành động chỉ thực sự có giá trị, chỉ có ý nghĩa, chỉ có thực chất khi nào? Khi những hành động đó đi từ tiếng lòng chứ không phải tiếng ai đó. Cho nên cuối cùng thì tôi mới nói rằng là có lẽ là chỉ có đúng việc mà không cần phải biết đúng người nữa. Và cũng không cần phải biết, thường hay nói đúng người đúng việc. Thì nghe cái tựa thì nhiều người tưởng đây là sách quản trị. Xem thử là bổ nhiệm sao cho nó đúng người đúng việc. Ra đây không phải là cái sách quản trị theo cái cách hiểu đó. Mà nó rộng, nó sâu hơn. Thực ra thì cuốn sách này thì tôi nghĩ rằng là nó giống như một, có nhiều người nói như một cái hệ điều hành để mình cài đặt cho bản thân mình, thì tôi nghĩ nó không đúng lắm. Tôi không có ý định tạo ra một cái hệ điều hành để mọi người cài đặt vào người mình, bởi vì điều đó là phi tự do. Và trong khi tôi mong muốn là hướng đến một con người độc lập tự do. Vậy thì nếu cuốn sách này không phải là hệ điều hành thì nó là cái gì? Câu trả lời nó chỉ là một cái phương pháp luận để mỗi người tự đưa ra cái hệ điều hành của mình và cài đặt cho mình. Và cái đó chính là ông chủ của đời mình. Chứ không phải là nó một hệ điều hành, nó là một phương pháp luận để mỗi người biết cách tự tạo ra hệ điều hành của mình. Tại vì có nhiều người á, sở dĩ tại sao có những người họ hành xử hôm nay như vậy, ngày mai như vậy, ngày kia như vậy. Nói chung là mình không biết họ là ai hết.
Sở dĩ mà con người coi đôi lúc họ rất là tốt bụng, rất là dễ thương, có đôi lúc họ rất là va trợn, chả biết họ là người như thế nào. Thì bởi vì những người đó là một cái đặc trưng cho thấy là họ chưa có hệ điều hành, họ chưa có một ông chủ thực sự. Chỉ có ta mà không có mình, tức là không có một con người bên trong để mà chi phối hoặc là chỉ huy mọi cái hành động và cái cuộc sống của ta. Thế thì, nhưng mà ngược lại thì ai cũng muốn có cái đó hết. Ai cũng đã có ta rồi thì ai cũng có mình. Nhưng mà không biết làm sao để tạo ra mình. Thì cái đó là một cái tắc rất lớn trong cuộc sống của mỗi người. Thì tôi nghĩ rằng cuốn sách này thì sẽ cung cấp một cái phương pháp luận để làm cho mọi người bớt đi cái khó khăn trong quá trình là tìm ra chính mình và hình thành được một cái hệ điều hành cho cái cuộc sống, cuộc đời của riêng mình, cho tổ chức của mình, cho gia đình của mình và rộng hơn nữa là cho xứ sở của mình. Thì đó là cái ý tưởng đầu tiên về cái đúng người và đúng việc. Còn cái ý tưởng thứ hai là tại sao lại dùng cái chủ đúng việc. Thì ngay trong lời mở đầu thì tôi cũng có chia sẻ, thì một số anh chị cũng đã chắc đã xem qua, đó là lần đầu tiên mà tôi có cơ hội được đến nước Anh và đến London. Thì đó là một chuyến đi rất ấn tượng đối với cá nhân tôi về nhiều mặt, và cũng rất nhiều người khác. Thì trong cái lần đầu tiên đến London thì ở cái tuổi còn khá là trẻ thì cũng tò mò nhiều thứ. Thì tôi có một thói quen là khi đến một cái nước nào đó thì xong công việc rồi thì thường là tôi hay xách bị tôi đi lang thang nhiều chỗ, cứ mình lủi đi vậy đó. Mà có hai nơi thì ít khi tôi bỏ qua khi tôi đến một cái nước nào đó, là một là những cái bến tàu điện ngầm hoặc là những nơi mà thuộc về công cộng á, tôi hay bỏ đi đấy. Thì tại vì tôi nghĩ rằng đó là những nơi mà mình có thể quan sát cuộc sống thường nhật của người ta một cách rõ nét nhất. Thì khi tôi đến London cũng vậy, tôi đi lang thang nhiều nơi cũng giống như mọi người thôi. Đó là đến London thì có mấy cái nơi mà thường người ta hay đến thì tôi cũng đến đó, ví dụ như là điện Buckingham hoặc là khu Golden Eye hoặc là đi bộ vòng vòng qua tháp đồng hồ Big Ben, rồi sau đó thì tôi đi bộ qua quảng trường Leicester Square, rồi đi bộ khoảng 500 mét nữa thì đến một cái quảng trường thứ hai gần đó, đó là quảng trường Trafalgar. Đó là một cái nơi mà người ta được, cái quảng trường đó là cái nơi tưởng niệm của đô đốc Nelson, một đô đốc nổi tiếng của nước Anh. Thì trong lúc lang thang này thì khi mình đi cũng hơi mỏi chân thì tôi tựa vào cái hàng rào xung quanh cái chân cột đó, thì đang lúi húi nhìn như vậy thì tôi mới thấy một cái dòng chữ đen thui nằm ngay dưới cái đế cột đó. Mà nếu mà để ý đọc thì có thể đọc không ra tại vì nó khuất quá. Nhưng tình cờ đọc thì lại thấy cái dòng chữ gọi là England expect every man will do his duty. Nó tạm dịch ra là tiếng Việt là nước Anh mong muốn làm tốt, mỗi người dân của mình làm tốt công việc của mình chấm hết. Họ chẳng mong đợi gì hơn ở người dân của mình cả. Và cái câu nói đó thật sự ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Ấn tượng mạnh đến mức độ là sau này trong bất cứ một cái lần nào đến London thì thường là tôi phải đến cái chỗ đó đi vòng chút rồi sau đó tôi mới ra về, mới về nước. Mà cái chuyện đó là một chuyện hết sức riêng tư mà chẳng liên quan tới ai, cũng chẳng ai biết được. Thì đây cũng có cái dạng như là có gì thì tôi kể với anh chị nghe, nhưng mà đó là một cái chuyện rất là riêng tư, bởi vì nó luôn luôn mang lại cho tôi những cái cảm xúc và những cái suy nghĩ về nhiều thứ. Và bởi vì tôi biết ơn cái câu nói đó, bởi vì nó gieo vào trong người tôi rất là nhiều thứ mà phải có cơ duyên mới có được. Đó là đầu tiên nhất là tôi nghĩ rằng là cái hình cảm nhận đầu tiên của tôi là đây có lẽ là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nước Anh trở nên hùng mạnh, thịnh vượng và văn minh, và mặt trời cũng chưa bao giờ lặn trên vương quốc Anh. Mặt trời không, người ta có một người Anh có một cái điều kiêu hãnh lớn nhất, đó là mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh, đúng. Thì theo anh chị mặt trời đã lặn trên vương quốc Anh, đã lặn chưa? Câu trả lời là chưa.
vẫn chưa lặn. Cho đến bây giờ thì mặt trời vẫn chưa lặn. Tại vì rất nhiều quốc gia như là Canada, Úc, New Zealand, đúng không? Là rất nhiều lần họ muốn trưng cầu dân ý để độc lập. Nhưng mà cuối cùng thì không có nước nào muốn độc lập, muốn có tổng thống, họ vẫn muốn có nữ hoàng, họ vẫn muốn thuộc về vương quốc Anh, họ chỉ muốn có thủ tướng thôi. Canada cũng đã trưng cầu dân ý mấy lần rồi, cũng vậy, New Zealand cũng vậy. Nhưng mà cuối cùng thì nước Anh vẫn, mặt trời vẫn chưa lặn trên vương quốc của họ. Nhưng mà tại sao nước Anh hùng mạnh và văn minh thì họ không có nói với người dân hãy xả thân vì nước, hay là hãy xả thân vì hoàng tộc hay gì đó, họ không bao giờ nói những cái thứ như vậy. Họ chỉ mong đợi cái điều lớn nhất mà họ mong đợi ở mỗi công dân của mình, đó là mỗi người dân của mình hãy làm tốt công việc của mình. Chấm hết. Mà nếu như tất cả mọi người đều làm tốt công việc của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì dân Anh sẽ giàu, nước Anh sẽ mạnh, xã hội Anh sẽ dân công bằng, dân chủ và văn minh. Vậy thôi. Anh chị nghe quen không? Cuộc sau thôi. Mà đúng thiệt. Anh chị nghĩ coi, trong một xã hội mà nếu như tất cả mọi người đều làm đúng và làm tốt công việc của mình thì xã hội nó chắc chắn sẽ hùng mạnh và thịnh vượng và văn minh. Thủ tướng làm tốt công việc của thủ tướng, tổng thống làm tốt công việc của tổng thống, quốc hội làm tốt công việc của quốc hội, doanh nhân làm tốt công việc của doanh nhân, xích lô làm tốt công việc của xích lô, taxi làm tốt công việc của taxi, thư ký làm tốt công việc của thư ký, kế toán làm tốt công việc của kế toán. Đất nước đó không hùng mạnh mới là chuyện lạ. Và nói hẹp hơn một chút, nếu như một quốc trong một nếu rộng ra thì trong một quốc gia, nếu như trong quốc gia đó ai cũng làm đúng và làm tốt công việc của mình thì quốc gia đó sẽ hùng mạnh và văn minh. Thì nói một cách hẹp hơn là trong một doanh nghiệp, nếu như tất cả mọi nhân viên trong doanh nghiệp đó đều làm đúng và làm tốt công việc của mình thì công ty đó sẽ như thế nào? Cực kỳ hùng mạnh. Tổng giám đốc làm tốt công việc của tổng giám đốc, phó tổng làm tốt công việc của phó tổng, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự, giám đốc kinh doanh, giám đốc sản xuất, rồi từ thư ký cho đến là nhân viên bán hàng cho đến lễ tân, tất cả mọi người đều làm đúng và làm tốt công việc của mình, công ty đó là công ty hùng mạnh bậc nhất. Chỉ vậy thôi. Và trong một gia đình cũng vậy. Một gia đình sẽ hạnh phúc khi nào? Khi tất cả mọi thành viên trong gia đình đó đều làm đúng và làm tốt công việc của mình. Vậy thì tất cả thành viên của gia đình thường gồm có ai ạ? Ông bà, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em. Chúng ta có một số thành phần trong gia đình sẽ bất hạnh ngay lập tức nếu như có một thành viên trong nào trong gia đình đó không làm đúng và không làm tốt công việc của mình. Thì công việc của một đứa con là gì? Dưới 18 tuổi là gì? Như một đứa con dưới 18 tuổi thì làm đúng và làm tốt công việc của mình bằng cách nào? Học hành ngon lành, chăm chỉ. Không cần phải học giỏi, học chăm chỉ thôi. Học đúng môn, đừng học lệch. Học đúng và học chăm thôi. Vì cuối cùng vẫn là làm đúng và làm tốt. Công việc của con cái cơ bản là học hành. Học là công việc của con cái, đúng không? Học cũng là một công việc. Nhưng nếu như một trong nhà mà có ba đứa con, chỉ cần một đứa mà nó học không đúng việc, mà nó không học chăm mà nó chơi chăm chẳng hạn, game chăm, hoặc là nó ngủ chăm chẳng hạn, hoặc là nó đá gà chăm chẳng hạn, là chắc chắn gia đình đó ngay lập tức là có vấn đề gì. Hoặc là vợ làm đúng công việc của vợ, chồng làm đúng công việc của chồng, cha làm công việc của cha, mẹ làm công việc của mẹ. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có một cái đúng việc của mình hết. Nhưng mà trước khi làm tốt việc thì hãy làm ơn làm đúng việc cái đã. Trước khi mà good job thì phải right job. Mà nếu như không có right job thì làm ơn đừng có good job. Tức là người ta cổ nhân có câu là nhiệt tình mà đi kèm với lại ngu dốt là thành đại phá hoại ấy.
tức là nhiệt tình là good job á. Còn nếu mà wrong job mà là good job, trời ơi, biết làm sao. Mà tôi nghĩ lâu cũng may mắn là lâu nay người ta làm không có tốt việc lắm. Chính người ta mà làm tốt một cái, trời ơi, không biết thế nào là mà nói nữa. Cũng may là người ta làm không tốt. Người ta là ai thì mình cũng không biết, thì nói đón thò đấy thôi, chứ còn đâu đó đại khái gì đó. Công việc của nguyên thủ quốc gia không phải là cắt băng khánh thành. Đó không có đúng việc. Ví dụ theo anh chị đúng việc của quốc hội là làm gì? Đúng việc của nguyên thủ quốc gia là làm gì? Là sắp sửa chúng ta có nguyên thủ quốc gia mới. Nha. Rút kinh nghiệm. Họp. Họp không phải là đúng việc. Đúng việc của nguyên thủ quốc gia đó, trong có rất nhiều thứ, rồi trong đó có một trong những thứ là gì? Cái đất nước này sẽ đi đâu về đâu? Đất nước này sẽ chừng nào sẽ thịnh vượng và văn minh? Và làm thế nào để có được cái điều đó? Chứ đó mới là công việc, đó mới là right job. Ví dụ như đó. Còn công việc của tổng giám đốc, của CEO là gì? Công ty. CEO thì bận tâm tối mặt mũi. Nhưng mà tôi có tham gia giảng trong chương trình CEO của trường, thì tôi có nói với các chị một số cái khảo sát, đó là phần lớn những người ngồi ghế CEO không làm công việc của CEO. Nhưng mà có bận không? Bận tâm tối. Nhưng mà không phải công việc của mình. Thì tôi sau câu hỏi, tôi có làm hàng loạt các khảo sát với các doanh nhân luôn, thì tôi hỏi là tại sao mà nhìn phần lớn CEO ngồi ghế CEO nhưng không làm công việc của CEO? Thì các chị đưa ra rất nhiều nguyên nhân. Không biết. Và cuối cùng có đúc kết lại là có 4 nguyên nhân quan trọng nhất để dẫn đến cái tình trạng là không có đúng việc của CEO. Điều này có thể nó không đúng với nhiều CEO ngồi ở đây, nhưng mà nó đúng ở ngoài kia. Vì nên chúng ta vẫn nói được mà không sao hết. Đúng không ạ? Thì thứ nhất là gì ạ? Nguyên nhân thứ nhất là gì ạ? Nguyên nhân của việc là ngồi ghế CEO mà không làm công việc của CEO là gì? Dạ, thứ nhất là không biết việc cho nên không làm. Em ngồi đó đó, như hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ em đâu có muốn đâu. Em là công ty, em không làm CEO rồi ai làm? Cho nên là em ngồi đó nhưng mà em không biết ngồi đó thì phải làm gì. Chứ nếu biết thì em đã làm lâu rồi. Cho nên nói tóm lại, em không làm thì nguyên nhân một là vì không biết, cho nên không biết việc cho nên không làm. Nguyên nhân thứ hai đó là em biết ngồi đó thì phải làm gì. Em biết rất rõ. Trước khi em mò lên đấy là em đã biết rồi. Nhưng mà khi mò lên đấy thì em cũng không làm. Là bởi vì em không có khả năng để làm những việc đó. Chứ em mà biết á, em làm từ lâu rồi. Đại khái gì đó. Nói chung là nguyên nhân thứ nhất là không biết việc.